Xin chào quý bà con, ngày hôm nay Savimax Thế Giới Máy xin giới thiệu đến quý bà con mẫu máy băm chuối mịn đã được cải tiến so với mẫu cũ của năm 2020. Máy băm chuối mịn hay còn gọi là máy băm nguyễn cây chuối, sử dụng motor 1,5 kW dây đồng 100 của Toàn Phát, được bảo hành một đổi một trong vòng 12 tháng. Máy được thiết kế miệng ống có độ nghiêng vừa phải giúp cho bà con không tốn quá nhiều sức lực khi đặt cây chuối vào băm. Vỏ máy làm bằng thép rất chắc chắn và dày dặn, khóa bên hông thiết kế dạng khóa mắc cài rất chắc chắn, đảm bảo an toàn cho bà con trong quá trình sử dụng. Lưỡi dao bằng thép được làm từ nhíp ô tô, rất sắc bén, các mối hàn dày chắc chắn, dùng 4 năm tới 5 năm không hỏng, mài được sau một thời gian sử dụng. Các dòng máy rẻ tiền luôn gặp phải trường hợp bị gãy dao do thiết kế dao mỏng, mối hàn không kỹ, lắp dao sai quy cách. So với các loại máy giá rẻ trên thị trường chỉ có giá 2 triệu đồng thì máy băm chuối do Savimax sản xuất có chất lượng vượt trội hơn hẳn. Miệng máy được thiết kế rộng 18cm tới 20cm, giúp máy có thể băm được nguyên cả cây chuối một cách dễ dàng. Trong một lần băm đầu tiên là chuối sẽ nhỏ nhuyễn luôn, có thể trộn cám để cho gà vịt ăn. Không mất công sức phải băm lại lượt hai, chỉ mất chưa đến một phút là băm xong một cây chuối to đường kính 20cm. Ngoài băm chuối có thể băm cỏ voi, cây ngô, cây quài, rau muống làm thức ăn cho các loại vật nuôi. Máy phù hợp cho các hộ chăn nuôi nhiều và các trang trại chăn nuôi. Máy có tốc độ băm rất nhanh, nhanh gấp hàng trăm lần băm bằng tay. Vì vậy nếu quý khách chăn nuôi nhiều và thường xuyên cho vật nuôi ăn cây chuối thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian băm cây chuối, rau cỏ, không còn bị đau lưng, không bị phòng tay và có thể tăng số lượng chăn nuôi lên mà không thấy mệt. Khi quý khách ở xa cần mua máy thái chuối chỉ cần liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0961 269 946. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách đặt mua và nhận hàng thanh toán tại nhà. Công ty cổ phần công nghệ Savimax chi nhánh Hà Nội, địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Huế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, website www.savimax.vn, điện thoại 024.3838-3456, hotline 0961-269-946. Hãy theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để nhận các thông tin mới nhất về thiết bị máy móc cho nhà nông. Cảm ơn quý bà con.